có cá nữa. Sắp tới hả mẹ? Ăn gì mẹ? Bún riêu. Cua. Mẹ có ăn bún riêu hả? Có sao không bún riêu? Để mình coi có gì ăn. Có bún mắm với cơm nữa hả? Bún mắm với cơm. Bún mắm với cơm. Bún mắm với cơm. Bún mắm với cơm. Thôi, con cơm đi. Mình thì ăn cơm, mẹ thì ăn bún riêu. Đây chắc mẹ thấy có cua đồng cho nên mẹ đợi ăn bún riêu. Thấy luôn anh mong kiếm cua đồng ăn. Lát bây giờ chắc cua mua luôn. Thôi mua cua hay mua ốc gì vậy anh? Mua cua, em mua cua. Chị ơi, cho anh xin miếng ớt đây. Cho anh xin miếng ớt nào. Cái gì vậy? Cái này là thịt. Cái này cái này là bì. Da bì là da heo sắc nhuyễn. Muốn rau muống xào vậy thính các bạn. Chị rau muống xào. Rau muống đỏ. Dưa dưa đúng rồi dạ. Rau muống hành dưa với lại thịt với lại bì thôi. Dưa. Mình ăn cay cho nên là có nước mắm không à, không ăn không ngon. Chứ mình xin nước mắm. Ôi lộn, xin thêm ớt bỏ nước mắm nè. Chan ăn lắm. Đang ăn cơm. Ở đây là vị hành nè các bạn. Gần tới tại vì mình vị hành. Bây giờ mình với lại mẹ với cô Sáu vô Kiên Giang. Thăm thứ năm. Hồi sáng mẹ thứ năm với mình Đức là cũng ở trên phố về cũng sắp tới nhà rồi. Bây giờ mình cũng từ nhà mình chạy lại thì cũng chắc cái quãng đường thì chắc cũng cỡ đó, cũng đi cũng 4-5 tiếng đồng hồ ấy. Nằm ở Gò Quao nè. Gò Quao. Rồi. Rồi. Trời ơi, sáng ngon dữ. Chuối. Lấy chị Thanh này. Chua sao tao lấy thịt ngon vậy? Nói chung là nghe nè, tao tiếng đường á. Gần tới chị Thanh. Nghe thằng Đức nói là tháng năm đòi về à, cho nên là trời ơi, chưa có 50-60 thôi, đừng làm nhắm mình thôi. Đó thì bữa hả thì mình với cô Sáu lên phố thăm mà cũng chưa thăm được, thì nay nghe về đi thăm. Mà trời. Tại vì ngày xưa á là cha lúc mà cha mình bệnh á, là lúc mà cha mình nghe cha mình yếu là thím Năm thím Từ Kiên Giang thím Duyên Đức là chạy về nhà mình, là vừa nghe nói cái là chạy về nhà mình, tới nhà mình là 6 tiếng hồ là tới rồi. Cho nên là nay nghe thím Năm bệnh thì mẹ mình cũng muốn đi thăm. Đi coi cái tô mẹ có gì ớt này chị rửa chanh ở có cua chín viên cho cục xương. Đó đâu phải cua hả mẹ? Nó không biết cua đâu. Vậy đây nè, đây nè. Cua. Mẹ ăn mắm nêm không? Mẹ ăn với thằng nội không ăn. Giờ mình đang đi trên phà các bạn. Ở dưới đây lục bình quá chừng luôn nè. Hồi mấy năm trước mình với mẹ mình đi ở trên đây nè, ở trên cái chỗ tính tiền này nè, ta có bán, ta có bớt lục bình bán nữa, bớt đọt lục bình nữa. Đây là Gò Quao, Kiên Giang, Bình Trôi nè, nhẹt hết trơn. Giờ
vừa tới giờ thứ năm luôn. Năm người cô Sáu đang cầu nguyện cho thím Năm. Giờ ăn cũng mới mà uống nước vô cũng được luôn. Truyền mạch luôn cũng được. Dạ. 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 Này em chậm tiếp. Bữa này thì mẹ ở Bến Tre, ở Bến Tre xuống thăm tiếp. Em chậm với chị dâu, chị dâu, mẹ dâu. Chị em bằng dâu với tiếp nữa. Đức nó quên cái em kêu điện vợ nó. Coi con có số bên nội không? Trong người có dịch nhưng mà ít lắm nên bác sĩ nói là không rút được. Như vậy thôi. Cái này nó chịu được, nó cầm cự lại. Không có chơi cũng lo. Tối nha, tối tối nó cũng nè. Hẳn coi chừng á, 8 giờ đi. 8 giờ làm việc nha. Đi xe, ba xe đi chứ nói. Giờ trong mình cũng không được khỏe thôi. Để nói là Đức có gì điện cho ba chứ. Mẹ khỏe là điện cho ba chứ không vô thăm hết được. Hả, mày chạy vô điện vô nhà nhà tôi hoài luôn á, cũng lo. Vậy có không biết thôi, cái hình mộ là ở đây nói nọ ngay tiếng nó đây chứ trên đời này mà con chưa ai bỏ nó đi. Nó tốt thôi chầm chứ nó ở đây đau cái bệnh hả 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 chơi 5-6 ngày chứ bà nói giờ mấy anh tôi biết rồi em ở chơi vài bữa nên thấy anh tôi có khỏe hơn gì ở chơi thêm mấy ngày nữa xong rồi chồng tôi chết bỏ chạy thấy ổng mất rồi cái đi hai mà coi xem ra ngoài mấy tiếng nằm thức uống một tiếng hồn tới rồi thì phải sức nhớ giờ nhớ thương bà nên á ta làm gì làm này lên cũng phải lên tốt rồi không tính năng thì mẹ đứa không ở trong phòng hồi sức nha không cho mẹ vô mẹ không có thấy mặt đâu mẹ vô đúng rồi rồi nó gây thôi để sức đâu cho để thế là sức diện rồi tôi nhìn vô thăm tháng năm nghe nghe nói gì cũng mừng dạy vô rồi
Đây là dì Năm bữa hổm á. Đây là dì Năm bữa hổm mình vô bệnh viện mình thăm thứ Năm á, thì không có gặp được thứ Năm, gặp được dì Năm không à. Dì Năm cũng lo cho dì Năm từ hổm nay cả từ Tết tới giờ. Cái này làm tiền của một người con cái của Chúa cả thiếp là này là 3 triệu. Ừ, các cái gì trên đất rồi, này là 3 triệu của người con cái của Chúa cho, còn thành của tôi thì 1 triệu, con Khánh 1 triệu, Nhung 500. Mà hả? Trời ơi, có trời miếng khỏe à, mừng rồi. Khỏe là mừng, không có nói năng gì cho nó. Các cái để muốn ăn nhé thì mình trả lại. Khẻ đi. Uống ba này tôi nói khẻ là khẻ rồi. Khẻ nè. Bà sữa uống rồi cho khẻ vô. Thì đừng có đi nghỉ gì. Nghỉ không khí gì chứ. Đừng có nghỉ gì chứ, cứ nghỉ giờ cái sức khỏe mà là quay đắm rồi. Đức em của mình á là nó rước bà ngoại ở trên thành phố rồi. Rước bà ngoại về sao? Chút xíu nó về phải không anh? Chút xíu đang trên đường đi về đó. Dạ. Khoảng tầm 5 giờ là tới đó. Dạ. Đang trên xe về luôn á. Dạ. Nó về với bà ngoại với ai nữa không? Với vợ nó. Hai vợ chồng anh Đức. Với lại bà ngoại là mẹ của cô Hai. Dạ. Đang trên đường về đó. Dạ. Hôm đó là mình đưa người đưa hai về đây. Dạ. Trên xe cũng luôn. Dạ. Ủa là anh cũng ở Trảng. À đúng rồi. Dạ. Không phải Trảng là nói chung là gom đầy đủ. Dạ. Anh em của cô cháu rồi đủ trên đó rồi đó. Đi về đây. Dạ. Anh lại với con bé nó đang ngủ chỗ gần nhà đó. Có hai anh em đi trên xe cứu là từ 1:30 một giờ đêm. 1:30 đêm. Dạ. Về đây 5 giờ sáng. 5 giờ sáng. Dạ. Đây là con cháu thứ hai cũng như là mẹ đó. Dạ. Đây là mẹ. Ừ. Ủa anh là con của vị thứ mấy? Con của chú thứ tư. Dạ. Em của cô hai là ba thứ tư. Dạ. Ba anh thứ tư còn hiếm năm thứ hai. Ừ. Thì nói chung là gia đình thì coi như là cũng là cha hết. Dạ. Sống hồi đó giờ là vậy. Ừ. Bây giờ gia đình của thứ hai cũng đơn chiếc của mình anh Đức rồi. Dạ. Cho nên ở đây cũng là coi như là con cháu hết. Dạ. Con ruột chứ không phải là con cháu gì nữa. Ừ. Thì cỡ nào cỡ mọi công việc cỡ nào cũng phải mạnh đó. Dạ. Về tới đây. Thôi đừng khóc chi trời. Thôi đừng khóc. Chị đừng khóc. Thôi chị ơi, có chị em rồi bên năm xuống thì chị đừng có khóc, khóc đợi chị tuổi em không được vui đó, gán đi em. Ba chị đừng có khóc. Trời. Không, phải ăn cơm với cô con một bữa mới về được. Chứ còn mà xuống đây mới ăn không. Mới ăn quán. Từ đây mới tối nha, đợi nước về nữa. Nước đang trên đường về 5 giờ tới đó. Không, ở đây thì xuống đây thì ăn cơm gia đình. Dạ. Cô yên tâm đi, cứ về đây thì ăn cơm gia đình bữa đi. Ăn cơm với chị dâu, nếu mà chị mà em ăn có năm á thì có cái ăn miếng cơm với chị dâu lần đi. Bốn cái bệnh nào cái gan, cái bệnh nó bây giờ là có tiền các bác tin là
bệnh từ đó mình chứng là nó nổi mà cao nó cũng có chuyện tuổi nó nhiều cái thành thần lắm bởi chị đó Sài Gòn ngắm à ngắm này rồi đi ha ở đang ăn viên thì nó chỉ để viên gì đấy kìa dạ cái nằm đi cho khỏe các bạn. Hồi sáng này, nó về cái nội nó hết bệnh đi nội nó hết bệnh nội mình lại thấy vuốt mà mình hỏi hết bệnh nha bà nội điên là để ở cho gì hả bà về mà bà về cũng ở chung với bà nội một thời gian ấy. Dạ. Đó, điên. À bà nội con. À đi. À bà nội đi. Biết chị. Bà nội. Biết con không? Cơ chưa? Đưa bà nội đâu nhìn. Con thưa bà nội nè. Bà nội đâu? Đâu bà nội đâu ạ? Bà nội đâu? Nội nè. Nắm tay giữ bà nội đi. Dạ dạ. Đi con. Bỏ mệt rồi kìa. Điên. Nhấc tay bà nội. Ơi nãy giờ giỏi quá bắt chân cho bà nội hả con lớn rồi mà còn nghiền giúp bà nội. Cháu nội năm câu rồi nha. Sao tự nhiên tắt đi, nó nghe không rõ. Nội, hết bệnh đi anh nội. Hết bệnh đi anh nhiều cái, tay nó bên mình nhiều. Nhẹ nhẹ thôi nha, nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi. Điều không bên đây cho điều. Ôm nó đựng luôn, ôm ở cổ đựng. Tật ghiền không bỏ. Tật ghiền không bỏ. Bóp lụm. Mời chị ra tất cả chị em chung vui với em. Dạ. Mai mốt thì mà đầu tuần này.
Gán khỏe nha em Năm. Em Năm gán giữ gìn sức khỏe em Năm. Giờ em Năm mệt nên nó chuyện nổi, con bệnh cũng nói chuyện nổi. Chị Năm ơi, sức khỏe bác sĩ nói sức khỏe của em Năm sao vậy Năm? Sau khi mà được dưới mà phòng á thì 2-3 ngày liền á, thứ Năm không đi tới, đi tới lui tới lui chứ không ngủ. Thì bữa đó là bác sĩ kêu thôi vậy là đem cô Hồng trên khoa hồi sức đi. Thì trong khoa hồi sức á thì trong khoảng đưa vô đó khoảng 20 phút thì bác sĩ vô hỏi ý cho mình biết tình trạng của cô Hồng này là giờ thì vô bác sĩ khoanh dùng lại cho mình biết là cô Hồng này là bị hở quanh tim hai lá, suy tim nặng luôn. Và bây giờ là tới tình trạng qua thận mãn, rồi thêm là suy gan. Bác sĩ nói là có thể là đi đột ngột lúc nào không biết. Như là giờ này theo người bác sĩ thì tận tâm là cũng cứu chữa. Tới đâu thì bác sĩ sẽ lo cố gắng của đó. Thì bác sĩ là cho biết mình là cô Hồng này là có bệnh tiên là 10 năm trước thì nhưng mà do là mình nghĩ chủ quan, sau khi đột bệnh ra là mới nói là mình thật sự là bệnh có cho mình. Là kiểu như bây giờ ăn không được mà uống không được, mà cái tĩnh mạch mình ghim tĩnh vô cái tĩnh mạch hút không vô. Dạ là thuốc hồi kia vô ghim là nó chạy rồi. Dạ. Cái gì ăn uống không được á. Dạ. Còn vô nước biển, vô thuốc này, vô thuốc mà uống không được luôn. Thành ra chị nói là thôi giờ chết thì cũng ở nhà thôi, giờ cô chị về đi, những sức khỏe của chị là không ổn thì ở nhà đi chơi xe hôm qua là cho cô Thương trở về tốt thôi, mình cũng nghĩ như còn nước không có. Dạ. Gắng cố gắng giờ gắng động viên cái tinh thần của Hiếm Năm cho Hiếm Năm vui, với Hiếm Năm đừng lo. Giờ cứ nghĩ, chị cứ nghĩ hai đứa cháu chị mà đứa con chị đi là chị cố gắng. Thì giờ thuốc không còn vô, chỉ uống vài viên thuốc tây thôi mà thấy uống vô mà uống nước là phải ối ra hả? Dạ. Các viên đó như củ thuốc khỏe mà uống vô uống được thuốc khỏe được mà chỉ có ngủ được đâu. Vậy là làm như cái bộ lòng nó không có hoạt động tốt. Không có hoạt động. Bác sĩ nói là ngày hôm qua bác sĩ nói là gan có nước chứ nước mà không có tiếp dịch. Cũng như là không có lấy ra được. Tiếp ngày mai là đi xe ôm ra ngoài đó mình hút thuốc. Ngoài đặt giá cũng được. Giá. Này đây ra ngoài. 70 cây. Còn nước công tác giờ hố thuốc nam cho cô Hiếm Năm uống thử. Cho uống dinh dưỡng không cho cháu nữa. Yeah. Tại vì hồi sáng giờ là cho uống dinh dưỡng vô là không bỏ nữa. Yeah. Bây giờ là không dám cố gắng cho uống dinh dưỡng vô. Yeah. Tại vì mình thấy cái đó cũng nhiều người có hiệu quả. Yeah. Mà ra là giờ nói kia. Yeah.